chủ nhà luôn đây. Vâng, đây là bên kiểm định. Và trước khi vận hành thang thì mình đánh giá qua độ an toàn thang chưa? Thì anh đợi tí, bây giờ em sẽ chuyển tải vào. Bây giờ chuyển tải vào nhé. Em thử tải luôn. Rồi. Anh đợi di chuyển. Đấy, rồi. Quay lại luôn cho nó. Tải bao nhiêu cân anh? 350. Anh đi xong rồi anh sẽ cân tải luôn cho bên anh. Vâng. Rồi. Xuống đây. Cái đưa cho anh cởi không? Lên cho anh cởi không? Em tâm lý lên rồi. Đưa anh đưa hết anh cởi rồi. Đối trọng, đối trọng. Cái này không phải đâu. Ở đâu đi ra không? Chuẩn bị kiểm thử cái thang máy. Mỗi cục này chắc 20 cân một cục cân. Vâng, thoải mái nha, bởi vì vận hành của em nó cho thừa, cho thừa 2 cục. Đây bên cù với sàn. Sàn đá thì có mình cho thêm 2. Vâng. Giờ mình đi lên trước anh đi, không tí có tải. Và thì em anh đoán. Nên nhìn ở ngoài hết anh nhỉ? Thang lồng kính này thì để tốc độ chậm thôi, đi nhanh nó chóng mặt. Nó chóng mặt hả? Vâng. Quen không quen là chóng mặt. Nhìn thấy bậc thang lên xuống, lần đầu tiên là em đi trong cái thang mà nó, tức là nó nhỏ mà nó kiểu như này. Nhưng mình đi thang ở chỗ siêu thị hoặc cái gì nó to thì nhìn nó không phải lắm. Đó, mà lên đây rồi. Mình đợi ở đây trước để các anh ý chuyển tải cho mình tìm sau. Điện như cái thứ tất cả đấu hết, hết ok hết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử cho em. Em sẽ đo cả công suất dòng điện nhưng mà công tải như nào. Mình có đáp ứng được đảm bảo mức tải 350 không? Thì lát vừa thử đến bước nào sẽ trình bày luôn bước đấy. Cái nào không đạt thì mình sẽ bắt yêu cầu thang máy xử lý luôn. Đây đứng lên được anh ạ. Quay lại.
lô. Đấy, đây là đứa đủ tải. Đây nha, anh đến ra cái tải. Đây, rồi. Đôi 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19. 19. 19. Cứ 20 cân một cục. 19 là 380 cân. 380 cân. Rồi, bây giờ mình thử anh nhá. Rồi, ok. Bây giờ đầu tiên em thử hút mũ tải này để kiểm tra tiêu phân động cơ này. Kiểm tra bằng cách là dùng cái đồng hồ đo của người ta cho thang chạy, cho đấy đối chiều với con số trên động cơ đấy. Thì cái dòng thực tế em đo này nó phải nhỏ hơn cái dòng thiết kế trên động cơ. Ừ. Dòng của mình là 1.8400 đúng không? Dạ. 400, 450 nhỉ, quên nhỉ. À, theo A thì tính phải trèo lên trên mới nhìn được. Bây giờ mình cứ xác nhận kết quả đo ở đây này. Đây là thử với 390 cân đúng không? Rồi. Cái chiều xuống thì nó nhẹ thôi, không phải mấy đây, không phải 3, không phải 4. Chủ yếu là cái chiều kéo từ dưới lên thôi. 3, không 4 đấy là cái gì em? A, 4, 2. À, ampere gì? Ampere. Lăn lên sẽ đối chiều với thực tế sau. Ở đây nó cũng nhỏ đó nhỉ, điện nó nhỏ đó nhỉ. Chiều này nhẹ mà. À. Chiều tính là chiều 34 nhỉ. À đây chị đang lên đúng không? Đây chiều này nó à, rồi, 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 rồi. Khởi động nó sẽ lớn hơn một tí nữa, đây nó ổn định dần. Đây đóng cửa thang máy đã, để cho mình chạy. À. Đấy. Khoảng 5, khoảng 5 ampere đúng không? Khoảng 5 ampere. Ừ. Hôm nay quán văn thấy lên 67 ampere một lúc. Vâng, phải là khởi động mà. Phải là bắt đầu. Tính theo một tí. Bây giờ sắp chỉ 5 ampere này, đúng không? Rơi xuống gần dưới có hơn 4 cả. Ừ. 49. Vừa rồi là em thử cái công suất động cơ lăn lên xem đối chiếu lại xem có đảm bảo không. Bây giờ trong thi thang mà đang tin tải như này em sẽ thử cái bộ cứu hộ máy điện. Máy điện này em phải áp ở đâu anh nhỉ? Lên trên à? Lên máy nhưng bây giờ đang đầy tải này em. Đầy tải để em sẽ chặn tay cho anh để anh lên. Bây giờ em thử cách là tắt điện đột ngột. Tắt điện đột ngột. Bên trong các bên khi mà thang nó chạy. Thì nó sẽ xử lý như nào nếu khi mình tắt điện đột ngột ạ? Thì nó sẽ có một cái bộ UPS. Nó dừng bộ, nó dừng sẽ cấp điện. Là nó sẽ cấp điện chạy. Vâng, cấp điện cho thang để thang khởi động lại, đưa thang về tầng nào thuận lợi nhất cho người ra. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử bằng cách là tắt điện đột ngột. Anh có trèo lên cái máy em nhé. Anh có. Thử vô luôn, ông ngoài thử thử tải đấy, hơi nặng đấy. Đấy. Thử nhé. Lên nhá. Bây giờ đang thử tải thang máy các bạn ạ. Và tiếp tục sau khi thử tải thang máy xong sẽ thử trong tình trạng mất điện đột ngột.
mất chạm nhận điện, mất điện đồng hồ trong thang máy sẽ xử lý nào nhá. Cái UPS cắm chưa? Cắm vào chưa? Đang đầy luôn. Tính lại. Em sẽ cho nó chạy ngắn thôi, cho đứng lên nhé. Bây giờ sẽ tắt áp nha mọi nha. Sẽ tắt áp để xem là trong tình trạng mất điện thì thang máy sẽ hoạt động thế nào. Anh ấy, anh đấm ra cabin xuống tầng 5 ấy, để cắt điện thử cái hộ luôn nhé. Vào bên trong đi. Đấm ra không? Đúng không? Đúng không? Vào trong bên 5 nhá. Anh đấm được 5 đi. Đấm 5 được. Rồi, 5 rồi. Chắc chưa được, anh đấm lại 5 kìa. Đấm lại nhá. Đấm ngoài. Rồi. Anh nhìn trong quá trình ví dụ thang bắt đầu có lệnh chạy thì em sẽ cắt điện. Rồi, ok. Tí là cho nó thẳng xuống. Rồi, cắt đi. Cắt điện. Đây là trong quá trình mất điện. Rồi. Thang sẽ bắt buộc đầu tiên nó phải dừng lại đứng bên cái vị trí của nó đang. Rồi. 10 sau này cũng được không? Cảm ơn. Rồi. Đây đang có điện rồi. Dưới tầng có điện này. Rồi. Và cabin nó sẽ đưa về vào. Rồi. Tầng dưới rồi. Nó sẽ chạy bên dưới, nó chạy bằng tầng, sẽ mở cửa ra. Rồi. Rồi, đây chưa. Rồi, đây xuống xem. Đấy, đây đang là chạy cứu hộ các bạn nhé. Đây là xuống mô hình tác bộ của thang máy các bạn. Đây, được rồi, đang xuống đây. Đó, như vậy là thang máy đã dừng mở cửa tại tầng 5. Ok rồi em ạ, dừng đấy, dừng mở cửa. Ơi. Rồi. Ok, đã dừng lần thứ 5 đấy. Đã lên. Đấy là trong trường hợp. Rồi. Thang máy sẽ đi về. Rồi. Một lúc khoảng 10 giây nó sẽ có điện cơ mà. Anh bật lại điện ấy chưa? Bật lại điện ấy dưới đúng không? Ok, bây giờ anh sẽ thử cho anh cái bộ công nhân anh tạo được không? Hơi ghê đúng không? Ok, đợi tí. Để em cho thang lên đi. Giờ là bật điện đúng không? Bây giờ đang phải điện lưới. Em vừa bật lại điện lưới rồi. Rồi. Bây giờ em sẽ bộ thử cho anh cái bộ rơi tự do. Không thấy rơi tự do. Trong trường hợp ví dụ cái cabin nó bị cuốn lên cáp, rất cáp. Còn trong trường hợp là cơ bị lỗi, ép cabin chạy xuống quá rộng cho phép thì bộ này sẽ tác động để nó gắn hai cái tháp canh cơ ở trên đầu cabin và anh gắn cái khóa canh cơ để cho nó giữ cabin cái vị trí mà xảy ra bắt đầu tăng tốc. Coi như là đảm bảo an toàn và tránh tai nạn trong khi mà bị sự cố đúng không? Cái này hoạt động hoàn toàn tự động đúng không? Cái bộ này nó hoạt động tự động đúng không? Bộ này nó hoạt động 100% về nguyên lý cơ khí, nó không tác động gì về điện hay là con người cả. Rồi. Lúc quá cái bộ nó tự nó tác động thôi. Rồi. Gầy chưa? Đừng gầy nhé, bảo đừng gầy để cho nó xuống một tí đã. Ok, đặt tí. Chưa, bây giờ em đang thử. Đã thử cái dây đúng không? Bây giờ em thử rồi. Rồi. Cho tí nữa nhá. Ôi.
tức là trong trường hợp này một nhà anh chắc chắn không thể tháo ghép ra được, và chắc chắn không thể làm được tương đối để nó bắt buộc có thể quán hộ được. Em sẽ tác động tay vào cái cục ghi tâm để đạt nhiếp ảnh của anh. Đầu tiên là cái cục tay này nó sẽ bị tác động. Đầu tiên nó tác động vào báo lỗi của anh, nó cắt điện ra, cắt điện ra. Chúng tôi tác động vào báo lỗi của cái cục không phát điện. Nó tử, tôi vào đúng đây. Và cục không phát điện của tôi với quan thì đã bỏ cái tay của nó. Nó giữ được cái cabin thôi. Tức là ví dụ như là cái đi xe máy á. Khi mình có tay nhà á. Tay nó giữ được thôi. Mất điện này, phòng cái đứt cáp này. Bây giờ mình sẽ đặt cho anh cái giới hạn tải. Giờ sẽ tải quá tải đúng không? Vâng, thì nếu mà mình bước vào quá cái tải mà mình cho phép là nó sẽ kêu vào thang dừng luôn. Để mình chỉnh anh. Rồi, ok. À đây, còn đây là cái mang động cơ này. Đây, 13,8 mang. Rồi, tức là không được phép vượt quá. Tối đa là 13,8 ampere đúng không? Vâng. Tốc độ tối đa là 250 km/h. À đây là vòng quanh tốc độ di chuyển đây. 1 mét giây 60 mét phút. Rồi.